Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 9 2021. Thưa các vị, hôm nay chúng ta học đến phẩm mới của Pháp Tập Yếu Tụng. Đây là phẩm thứ 5. Phẩm này có cái tên là Ái Lạc Phẩm. Ái Lạc Phẩm. Cái chữ ái lạc này đôi khi người ta dịch là thương yêu. Kỳ thực rằng cái chữ thương yêu này thì đôi khi mình dễ lầm lẫn nha. Tại vì chữ yêu thương hay là thương yêu, nó không có một cái nội hàm là ái luyến để nhận chìm ta vào nỗi khổ. Trong khi cái bản chất của ái luyến á, khi ta dùng cái chữ ái luyến thì nó hàm nghĩa rằng là đây là một loại tâm hành. Nó dính liền với nỗi khổ đau đời sống, do vậy cho nên mình dịch chữ yêu thương thì đôi khi nó không có sát nghĩa với cái từ dùng trong kinh văn đây. Và nếu chúng ta còn nhớ thì chúng ta học đến phẩm này, phẩm thứ 5 là đã đi ngang qua những cái phẩm Đức Phật đã nói về nỗi khổ của ái luyến rồi. Ví dụ như các vị còn nhớ là phẩm đầu chúng ta học đó là cái phẩm hữu, đó là cái phẩm hữu vi. Giờ mình ôn lại này. Thứ nhất là hữu vi. Thứ hai đó là phẩm ái dục. Thứ ba đó là phẩm tham. Thứ tư đó là phẩm phóng dật. Và thứ năm là phẩm ái lạc. Cái phẩm ái dục này thì chúng ta đã học rồi. Mất mấy chục bài gì đây. Phẩm tham thì chúng ta khai thác cái trọng tâm đó là cái nỗi khổ của tâm tham muốn, một trong ba căn bản phiền não. Phóng dật thì cái phẩm mà chúng ta mới vừa học rồi nói đến một tâm thức đầy cái sự buông lung, từ hàng cư sĩ cho đến người xuất gia. Tới đề phẩm này, thưa các vị, ái có nghĩa là yêu thương, lạc có nghĩa là thích thú. Thích thú chìm liễm trong cái trạng thái tâm thức đầy ái luyến. Cho nên cái từ này chúng ta nên dịch là phẩm ái luyến thì đúng hơn. Do vậy cho nên mình dịch cái phẩm này là phẩm ái luyến nha. Đó là mình giải thích tên của phẩm này. Cũng xin giới thiệu thêm là Pháp Tập Yếu Tụng có 4 quyển. Quyển đầu chúng ta có rất là nhiều phẩm, nhưng mà mình liệt kê ra 10 phẩm đầu để các vị thấy cái trình tự người xưa họ soạn. Và chúng ta sẽ học đến phẩm thứ 6, đó là phẩm trì giới. Thứ bảy đó là phẩm thiện hạnh. Thứ tám đó là phẩm ngôn ngữ, ngữ ngôn.
thứ 9, đó là phẩm nghiệp. Và thứ 10, đó là phẩm chánh tín. Mình ghi cái lịch trình của văn bản này, người xưa soạn dịch nó để các vị thấy rằng cái tiến trình để sinh khởi được chánh tín vững chắc, nó là một quá trình rất dài nha. Từ mình giác ngộ pháp hữu vi, xả ly ái dục, xả ly tham, và tinh tấn trong công trình phát triển trí tuệ, phát triển năng lực học Phật, cho tới xả ly ái luyến và giữ gìn cấm giới của Phật chế định, xây dựng thiện hạnh và nói năng chuẩn mực, không có bị những cái dối láo ác khẩu lừa bịp nó dắt dẫn, tức là rất là trung ngôn, sử dụng ngôn ngữ rất là lành. Thay đổi nghiệp là mới bắt đầu đi vào con đường có được niềm tin chân chính đối với Tam Bảo. Mình cứ tưởng rằng là mình tin Phật một cách giản dị, đó là một bước tiến dường như rất đơn giản, nhưng mà kỳ thực không phải như vậy. Các vị nhìn vào tiến trình này để thấy ra, nếu thật sự mình chưa có trình độ tri thức nhất định, chưa đi ngang qua những trải nghiệm đời sống để nếm được cái nỗi khổ của đời người, để ngao ngán cuộc sống thế trần, chán sợ con đường tử sinh, thì cái chuyện phát khởi chánh tín Tam Bảo dường như nó không đơn giản đâu nghe. Đây là mình giới thiệu 10 phẩm đầu của Pháp Tạp Yếu Tụng. Tất nhiên là bốn quyển Pháp Tạp Yếu Tụng này nếu học cái kiểu hà tiện như mình thì chắc tới 5 năm chưa xong. Lo đi là vừa. Tuy nhiên, học đến lúc nào đó cảm thấy đủ rồi thôi dừng lại chứ học chi cho nhiều. Đây là điều đầu tiên xin giới thiệu là 10 phẩm đầu của Pháp Tạp Yếu Tụng để đại chúng ghi nhận. Thế là việc chúng ta hôm nay, đó là chúng ta đi vào bài đầu của phẩm ái luyến này. Mình xóa cái này rồi đi vô cái bài đầu để cho các vị thấy phẩm này cũng rất là hay. Và mình chép cái bài đầu để cho đại chúng học. Cái bài này nên học thuộc lòng đây. Thương yêu sinh lo buồn, thương yêu sinh sợ hãi. Nếu tâm sạch ái niệm, buồn sợ từ đâu sinh? Đó là đoạn thứ nhất. Đoạn thứ hai, từ yêu sinh buồn lo, từ yêu sinh sợ hãi. Nếu xả ly ái niệm, rũ sạch cuồng loạn tâm. Mình đọc lại. Thương yêu sinh lo buồn, thương yêu sinh sợ hãi. Nếu tâm sạch ái niệm, buồn sợ từ đâu sinh? Đây là đoạn thứ nhất. Đoạn thứ hai, từ yêu sinh lo buồn, từ yêu sinh buồn lo, từ yêu sinh sợ hãi. Nếu xả ly ái niệm, rũ sạch cuồng loạn tâm. Các vị có thể dùng cái từ là thương yêu sinh buồn lo, rồi thương yêu sinh sợ hãi. Tại vì cái từ này mình dùng đổi từ để cho nó bớt trùng lặp thôi, nhưng mà đích thực nó cũng hàm nghĩa như vậy nghe. Tức là từ cái nền tảng của thương yêu sinh ra lo buồn, từ nền tảng của thương yêu sinh ra bao nhiêu điều sợ hãi. Và nếu ta xả ly ái niệm thì rũ sạch cái tâm cuồng loạn. Tâm cuồng loạn là tâm chi? Nói một cách chính xác là cái tâm điên khùng. Nhưng mà dùng cái từ này thì hơi kỳ, cho nên cuồng loạn tâm. Thưa các vị lưu ý rằng xả ly ái niệm nghe. Các vị đang bị vây bủa trong cái vòng vây của bao nhiêu sự thương yêu xung quanh. Chúng ta sinh ra trong cuộc đời không tránh được điều này nghe. Mình có mẹ, có cha, có anh, có em, có người thân, có bằng hữu.
Và cái điều này không có một sinh vật nào trên hành tinh này sinh ra từ cái bắp cải. Cho nên anh ta có mặt giữa trần đời là có 1.000 sự liên hệ với mọi người xung quanh. Và sự liên hệ nào cũng mang theo đó một cái ân tình rất đầy, đó là ta thọ ơn của người và người cũng thọ ơn với ta. Vô hình trung nó kết thành một cái sợi dây liên hệ rất chặt chẽ để yêu thương. Và cái sinh vật loài người, thưa các vị, là một sinh vật rất cần yêu thương để tồn tại. Do vậy cho nên, thưa các vị, ta không thể làm cái gì khác ngoài cái việc là chấp nhận mọi điều kiện để hình thành một đời sống con người nó phải như vậy. Tức là yêu thương là bản chất của con người rồi. Cho nên không, học Phật không hàm nghĩa rằng mình tung hê hết, mình dẫm bừa lên hết những cái tình cảm, những ân tình mà chúng ta đã thừa thọ. Thế nhưng cái điều học Phật nơi đây nó tặng cho chúng ta món quà, đó là có được năng lực trí tuệ để mình xả ly ái niệm. Lúc chúng ta còn đang ở giữa vùng đất trời bình yên này, chúng ta hãy biết rằng mọi vật đều vô thường. Từ nền tảng học pháp mà hiểu điều này nha, biết rằng là sinh mạng nào cũng theo với chu kỳ sinh và diệt, tình cảm nào cũng đến và đi, và tuổi trưởng thành nào cũng rời để vòng tay của bố mẹ để trưởng thành, để có một gia đình mới. Do vậy cho nên với người làm con thì ta tri ân bố mẹ, nhưng không hàm nghĩa rằng mình không trưởng thành. Đối bậc bố mẹ thì hàm nghĩa rằng thương thì cứ thương, nhưng phải biết rằng là giới hạn của ta ngang gần này, ta không thể làm bảo mẫu cho con cho tới lúc mình gần vô hòm rồi cũng vẫn còn lo lắng. Cho nên cái từ là ly ái niệm nó hàm nghĩa rằng là có năng lực trí tuệ, biết cái phạm vi của mình, giá trị đời sống của mình ngang đâu là vừa. Và nói cách khác là biết vui di dưỡng tuổi trời, biết dừng lại khi cần thiết. Và một trong những điều rất cần của người sống trên trên đất nước Hoa Kỳ đó là, thưa các vị, hãy đủ thông minh để biết rằng có những việc chúng ta nên dừng lại để chăm lo đời sống chính tự thân mình. Và đừng nghĩ rằng là bán cửa bán nhà giao cho con là về ở chung nó. Và điều này dường như rất nhiều thất bại nghe. Rất nhiều gia đình của cặp bố mẹ rất là đau, rất rất là khó khăn về vấn đề này. Ba bốn đứa con nó dụ bố mẹ, thôi bán đi vợ chứ con, mẹ già rồi, bố mất rồi còn có mình ở chi căn nhà rộng. Trái nghe lời ngon ngọt của nó bán rồi về ở với nó. Thưa các vị, làm sao yên được? Tại vì con gái mình thì có anh rể, con trai mình thì có cô dâu. Mà đơn giản điều thôi, nó đi làm hôm nào về nó mệt nhọc, nó đóng cửa cái rầm là mình nghe ruột gan mình lên hết rồi. Tại vì mình vốn là người chủ gia đình lâu nay, vốn là người san sẻ tình thương với nó, bảo bọc nó. Bây giờ sống trong sự bảo bọc nó là một nỗi mặc cảm rồi. Thêm một điều nữa là mình thấy nó mặt giận mày buồn, sự khó khăn xảy ra rất là lớn, đó là dường như là càng ngày mình càng bị gò bó, càng bị vắt kiệt sinh lực đời sống. Tại vì vô lý về nằm ở không ư? Thế cho nên, thưa các vị, một trong những điều cần biết đó là sự thương yêu của các bậc bố mẹ nên có điểm dừng. Sự thương yêu của đứa con cũng nên biết một điều rằng là mọi sở hữu của đời này, mọi món gia tài bố mẹ cho ta, thưa các vị, ơn lớn nhất là cái gia tài là ta thọ nhận một hình hài này. Đây là một ơn lớn vô cùng là khó trả. Và nếu chúng ta học Phật Pháp, biết xả ly ái niệm, biết nuôi dưỡng năng lực trí tuệ, phán đoán mọi việc trên tinh thần của người tu tập xả ly ái niệm, thì thưa đại chúng rằng là không nó đổi bất hạnh cho các bậc bố mẹ, không nó đổi bất hạnh cho những đứa con nghe. Đây là những điều mà chúng ta có thể khai thác suốt nhiều bài học trong cái phẩm ái niệm này, tức là phẩm luyến ái này.
đọc lại. Thương yêu sinh lo buồn, thương yêu sinh sợ hãi, nếu tâm sạch ái niệm, buồn sợ từ đâu sinh? Từ yêu sinh buồn lo, từ yêu sinh sợ hãi, nếu xả ly ái niệm, rũ sạch cuồng loạn tâm. Mình dịch cái đoạn thứ hai này, bỏ đi một chữ thương yêu, nó cũng có cái hàm nghĩa nha. Hai chữ thương yêu này nó có cái cân lượng nặng nhẹ. Chữ thương này, thưa các vị, nó là một từ rất là phổ biến. Nó dùng trong rất nhiều lĩnh vực. Tình thương của bố mẹ, tình thương của cha con, tình thương của ta đối với loài động vật, tình thương của ta đối với bạn bè. Nhưng mà yêu thì cái nghĩa của nó nặng hơn, dường như là chỉ dành cho những cái sự luyến ái rất đậm đầy, cho nên gọi là chữ yêu thôi. Tôi không biết chữ Mỹ thì nó có phân biệt như vậy không. Thế nhưng chữ Việt chúng ta, thưa đại chúng, rằng nó rất giàu nghe. Mỗi một từ nó đều có cái nội hàm bên trong của nó. Hai chữ cũng là thương như nhau, yêu cũng là thương, thương cũng là yêu. Thế nhưng mà nếu người ta dùng rồi thì nó có hàm nghĩa như vậy. Các vị thấy nam nữ mà nó đến một cái tuổi ái luyến nhau, nó đâu có nói tôi thương em. Nó dùng cái từ yêu, phải không? Cái từ thương dường như thường quá. Cái từ này nó nặng cân lượng hơn nghe. Đó là giải thích cái từ dùng để chúng ta dịch cái bài thi kệ này. Thế là cái chuyện phải làm thêm nữa là đại ý. Là tâm luyến ái là nguồn gốc của nỗi khổ. Hai vế. Đầu tiên, xác định rất ư là mạnh đó là tâm luyến ái là nguồn gốc của mọi nỗi khổ. Thứ hai, hãy nhớ rằng người tu tập hãy thực tập chuyện xả ly, tức là người bước vào con đường tu. Hay nói cách khác, người muốn đoạn trừ nỗi khổ thì cái việc phải làm đó là anh thực tập xả ly dần, xả ly dần. Đây là đại ý của bài thi kệ này. Xong việc. Giờ chắc ta hồi hướng được rồi. Tuy nhiên đâu ăn gian cho được. Bây giờ mình xóa cái này, học tiếp, kiếm ra chuyện nói tiếp. Cũng xin thưa đại chúng rằng là mình lười biếng cho nên không có dịch sẵn gửi cho các vị văn bản chữ Hán và bản dịch chữ Việt nha. Điều thứ nhất là do vì dường như mình làm cũng không kịp đâu. Dịch 5-3 bài chứ đó thôi. Điều thứ hai là dịch rồi dài quá hôm, đọc lại, chuẩn bị dạy học thì lại thấy có nhiều chữ cần phải sửa tới sửa lui. Do vậy cho nên các bạn ít khi hoàn thiện. Quả may là học xong rồi chép lên bảng thì chịu thua. Cho nên thôi các vị chịu khó, nhìn theo bảng rồi chép thôi. Thế là vấn đề chúng ta chia sẻ nơi đây. Đầu tiên mình khai thác cái phần thương yêu là nền tảng của sinh mạng loài hữu tình. Vấn đề thứ nhất. Hữu tình là gì? Hữu tình là chi? Loài có tình thức gọi là hữu tình. Có cảm xúc, có nghĩ suy. Và thưa các vị, cảm xúc dù nhỏ, dù mong manh, nhạt nhòa như loài động vật, nó cũng được gọi là loài hữu tình. Loài người nó là vị trí trung chuyển nghe. Bước lên cao nữa là chư thiên cũng được gọi là loài hữu tình. Atula cũng gọi là loài hữu tình. Thấp hơn loài người, loài động vật cũng gọi là loài hữu tình. Thấp hơn loài động vật, có khi là loài thực vật cũng được gọi là hữu tình nha. Tại vì nó không có xúc cảm như loài người, nhưng mà nó cũng có cảm nhận, nó có rung động nhất định. Những loài cây cổ thụ trên rừng, thưa các vị, nó biết được là người nào muốn đốn đó. Do vậy cho nên loài hữu tình này nó bao hàm rất là rộng, nhiều cấp độ sinh vật chứ không phải là chỉ có loài người. Thưa các vị,
Khi có xúc cảm rồi thì tùy mức độ sức xúc cảm thô hoặc tinh tế đều có những cái buồn khổ, những cái xót xa khi phải chia ly. Và điều này nó hẳn nhiên thôi. Cái mặt bằng rất là dễ hiểu, đó là trong cái sinh hoạt loài người thì cái nỗi niềm này chúng ta đều có một cái xúc cảm giống như nhau cả. Mà mình cứ tưởng rằng thế giới chư thiên họ không có khổ đau khi sinh ly tử biệt ơi, thưa không. Cái khổ của chư thiên khi sắp sửa xả hình hài nó còn đau hơn là người trần thế mình gấp nhiều lần. Do vì điều thứ nhất, tuổi thọ của họ rất dài, cho nên cái cơn đau của họ để họ xả ly cái thiên thể, tức là cái thân chư thiên họ, nó kéo dài rất lâu. Điều thứ hai đó là chư thiên họ rất là sạch, do vậy cho nên khi phát bệnh rồi thì thân của họ nó phát ra một cái mùi rất là hôi hám, tức là nó bốc mùi, không ai dám lại gần cả. Và họ phải rút vào trong một góc núi nào đó họ trốn và không ai lại gần, cho nên họ đứng xa, họ ném từng cái cành qua trời về vô trong người, vô trong cái vị thiên kia chúc phúc. Và họ chịu đựng như vậy rất là lâu. Điều thứ ba, nỗi khổ chư thiên nữa là họ mất đi thiên thể của họ, họ đọa lạc không khác gì là chúng sinh trên cảnh giới nhân gian này, có khi đọa lạc thấp hơn cảnh giới loài người nghe. Cho nên đã là loài hữu tình, từ Atula chư thiên cho tới loài người, cho tới loài động vật gần chúng ta, mà chúng ta biết thưa các vị, ái luyến nó là nền tảng cho mọi nỗi khổ. Thế nhưng mà điều quan trọng ở đây mình nói nó là nền tảng cho sinh mạng nghe. Tại sao vậy? Thưa các vị, điều thứ nhất là do vì đã là con người sinh ra giữa trần đời này thì chúng ta không thể tự mình sinh ra chính mình quá sinh như chư thiên, mà chúng ta đều phải có một cái loại nghiệp dính liền với người thân chúng ta để chúng ta có mặt lại. Cái nghiệp yêu thương nó quyện chặt, do vậy cho nên làm bố, làm mẹ, làm con, làm người thân vân vân, đó là một loại nghiệp của quá khứ giác dẫn. Rồi nghiệp này nó đâu có dừng lại. Khi ta có mặt trong gia đình, thọ nhận một cái DNA thì chúng ta lại kế thừa luôn về huyết thống, về tính cách, về văn hóa của gia đình. Và trong giai đoạn trưởng thành thì thưa các vị, ta không thể tồn tại được nếu không có sự thương yêu của người thân ta. Do vậy cho nên ngay căn bản đời sống mình rớt vào thai đã là một loại nghiệp giác dẫn. Thứ hai, trưởng thành từng ngày trong thai bào là cả sự yêu thương của người thân. Có mặt giữa nhân gian này, ta không thể tồn tại nếu người thân ta, bố mẹ ta không chăm chút ta từng ngày tháng một. Và người ta tổng kết rằng là chưa có một sinh vật nào ốm yếu, mong manh như loài người cả. Con thú như con kangaroo vừa sinh ra, nó chòi chòi mấy cái, nó leo vô bụng mẹ nó được. Con bò sinh ra, 5 phút là nó đã đứng ăn cỏ được rồi, bú mẹ được rồi. Và không có loài động vật nào phải nuôi tới chắc 3 năm, ít nhất. Cho bú, cho ăn. Và anh chỉ có một cái miệng là anh khóc, anh la thôi chứ anh có làm được cái chi. Thế thì các vị hình dung rằng là ngay căn bản đời sống loài người, thương yêu là nền tảng sự sống là như vậy nghe. Thế rồi cái vấn đề chúng ta đi vô từ từ, đó là những lòng thương, những tầng thương yêu của đời sống. Cái phần này nó rất là quan trọng đây. Để mình giải thích nó nhiều tầng. Tầng thứ nhất là tự nhiên giới. Thứ hai, đó là quy luật của nhân giới. Thứ ba, quy luật của đời sống bình thường và đời sống phát triển. Thưa đại chúng rằng là nhìn vào nhân giới, tức là thế giới thiên nhiên, nó có một cái quy luật dường như là nó bất nhân nha. Cái sự tồn tại phát triển của nhân giới
dường như nó vô cùng nhẫn tâm. Anh ăn hiền ở lành hay anh là người tu tập, anh là một bậc đạo sư chư thông, tôi không biết. Thế nhưng mà anh có gan anh leo ra cửa sổ anh nhảy thì anh vẫn chết mất mạng, không có phải vì lý do anh là bậc đạo cao đức trọng, anh nhảy rồi thiên nhiên nó nâng anh không có chết. Không, duyên giới nó vô cùng nhẫn tâm, nó là như vậy. Quy luật thứ hai, thưa các vị, quy luật của vũ trụ vạn hữu và của những loài động vật. Duyên giới nó gồm có động vật nha, cái này là thực vật. Các vị nhìn coi để nhận ra một điều này, cái yếu tố về yêu thương nơi loài, nơi quy luật duyên giới này nó rất mong manh, rất ít, nó không có. Trong một rừng cây, cây lớn mà nó vươn lên được cao rồi, thưa các vị, nó bằng mọi cách nó đưa cành đưa nhánh của nó ra, nó che đầu mấy cái tên cây nhỏ để cho không có sương không có nắng gì tồn tại, để nó có thể giết chết cả một lũ cây cối nhỏ dưới thân đó, không cần nhìn đâu xa. Nhìn vào hàng cây hiên nhà các vị thì nhận ra ngay nghe, nó luôn tìm mọi cách nó nghiêng đầu ra lấy ánh sáng, và khi nghiêng đầu ra ngoài lấy ánh sáng được rồi thì nó đưa cái cành cây của nó ra, nó che đầu cây nhỏ phía dưới. Cho nên quy luật của nó là một quy luật khắt khe để sống còn, vô cùng tàn nhẫn. Đó là loài thực vật. Thế thì quy luật của loài động vật, ta hình dung rằng là chưa có loài động vật nào không đói triền miên, không kinh sợ triền miên. Từ loài cá voi dưới nước, nó kinh sợ những cái loài cá voi sát thủ đang đi theo rình mò để có thể giết những cá voi con mới vừa sinh ra. Ai cũng biết điều này cả. Từ Nam Băng Dương, lội ngược về Bắc Băng Dương, đến cái vùng Alaska, các vị, là có một đoàn cá voi sát thủ, nó rình những con cá voi xanh, là loại cá voi lớn nhất. Nó nặng tới hàng mười mấy tấn chứ có ít gì đâu, nó như một cái toa xe lửa vậy. Thế nhưng mà một đàn cá voi nó tấn công rồi nó dìm cá voi con xuống tận cái đáy biển, và cuối cùng nó giết con cá voi con. Dù là sức mạnh của đuôi cá voi đập ra làm sao nó không cần sợ đâu. Tại vì nó tấn công bằng một đàn. Rồi loài sư tử, loài cọp, loài linh dương, loài hà mã, thưa các vị hãy nhìn những cái đoạn video clip để thấy rằng là động vật hoang dã nó vô cùng tàn nhẫn đối với nhau. Không có loài động vật nào, thưa các vị, nó được học để yêu thương, không có đâu nghe. Đây là quy luật của nhân giới ạ. Do vậy, từ yếu tố này ta nhìn ra, thưa các vị, tâm yêu thương càng thấp bao nhiêu á, thì cái sự ác độc nó lớn, nó gần với loài động vật bấy nhiêu nghe. Là con người thế nhưng mà lòng đầy ác độc, không biết yêu thương, và cái nền tảng căn bản của niềm tri ân không có nơi trái tim, thì biết rằng là thế giới này đó là một loại thế giới cực kỳ độc ác, và thế giới nó gần với nhân giới, nó gần với vô tri. Tại vì cái chất liệu yêu thương nó đo được cái mức độ tiến bộ tâm thức. Do vậy cho nên thánh nhân, thưa các vị, đạt đến từ bi vô lượng là như vậy nghe. Cho nên cái nền tảng yêu thương, thưa các vị, nó có nhiều tầng. Và mình phân tích điều này để các vị thấy rằng là tu tập mở lòng từ đó là một việc tự nhiên để thăng hoa đời sống mình, chứ không có gì khác cả. Không phải là vì tôi quy Phật, không phải vì tôi phải có hiếu, không. Cái món quà là anh nuôi tâm thức anh mở rộng lòng anh, tâm yêu thương anh càng rộng bao nhiêu thì cuộc đời thăng hoa bấy nhiêu, đạt đến nhiều hạnh phúc bấy nhiêu thôi. Cái này nó rất ư là đơn giản, nó là một loại quy luật của đời sống ạ. Đây là điều thứ nhất mình nói về duyên giới, để các vị thấy rằng là trong duyên giới nó rất là tàn nhẫn, nó không có cái chuyện yêu thương. Cũng trong duyên giới nhưng mà có những loài động vật khi nó phát triển sự thông minh đến một cái chừng mực nào đó, thưa các vị, tự nhiên là nó đã nhen nhóm cái năng lực là biết bảo vệ bầy đàn, biết thương yêu những đàn con, biết duy trì
cái sinh hoạt sống còn của nó bằng cách bảo vệ bầy đàn. Thì đây là cái tình trạng phát triển năng lực của nhận thức, dù rằng rất mong manh, phát triển năng lực yêu thương, cho nên cái sự tồn tại của nó, thưa các vị, dường như là nó ít vất vả. Điều thứ hai, tuổi thọ nó có thể dài. Điều thứ ba là đời sống nó dễ dàng hơn nha. Còn những loại động vật hoang dã càng cục súc, càng độc ác bao nhiêu, thưa các vị, dường như là nó, cái sự đe dọa diệt chủng nó càng dễ bấy nhiêu. Các vị nhìn vào thiên nhiên để học cái bài học này nha. Con người càng mở rộng yêu thương, tâm càng hòa ái, họ biết hợp quần lại, họ biết xây dựng thành một cái tập thể bảo vệ nhau, thì cái loài người đó, quốc gia đó, đất nước đó tồn tại lâu dài. Trong một quốc gia, tình trạng chia rẽ, phân hóa, ghét thù nhau, thì thưa các vị, đây là cái đại họa. Đây là bài học từ thiên nhiên mình nhìn để mình học ra cái bài học yêu thương. Phần thứ hai, quy luật nhân giới. Thưa đại chúng rằng quy luật nhân giới đầu tiên đó là đã sinh làm con người thì các vị có cái phước lành phát triển về hai chiều hướng. Chiều hướng thứ nhất là tâm yêu thương, các vị vượt cao hơn loài động vật. Điều thứ hai, năng lực trí tuệ, tức là cái trình độ nhận thức của thế giới loài người, thưa các vị, nó được gọi rằng đây là bến trung chuyển để có thể trên thì vươn tới các vị thánh, dưới thì có thể không khéo tu thì rớt lại loài động vật nghe. Do vậy cho nên đây là cái bước trung chuyển. Mà thập phương chư Như Lai khi muốn thành tựu quả chánh giác đều phải sinh lại loài người là như vậy. Tại sao? Tại vì nơi đây ta học được rất nhiều bài học, ta có rất nhiều điều kiện để làm thăng hoa tâm thức. Ta có thể làm cho tâm thức mình vươn tới trời cao, ta cũng có thể sống hủy hoại một đời mình để nhận chìm mình xuống cái hố hầm của loài động vật thấp kém, hoặc thấp hơn nữa, mất luôn cả một cái linh thức để có thể rớt vào trong những cảnh giới xấu xa như là địa ngục, ngạ quỷ, vân vân. Cho nên điều đầu tiên xác nhận là quy luật của nhân giới của con người đó là họ có một cái phước tương đương, cũng có thể gần với chư thiên, và phước của họ cũng có thể bước một bước nữa lên các vị thánh, và cũng có thể làm giảm đi năng lượng phước điền để có thể rớt xuống làm loài động vật. Do vậy cho nên điều đầu tiên xác định là quy luật nhân giới là một quy luật sống trên cái nền tảng yêu thương, sống trên nền tảng phát triển trí tuệ. Hai điều này nó làm thành căn bản cho quy luật nhân giới. Điều kế tiếp, mình nói về quy luật nhân giới. Đây là một cảnh giới, nó có nhiều thuận duyên nhất so với cảnh giới của chư thiên và Atula nghe. Tại sao? Thưa các vị, vì nơi đây sự xuất hiện của chư Như Lai, tức là có các vị thánh xuất hiện, các cảnh giới khác không tìm ra. Và thưa đại chúng rằng dù cho Như Lai có nhập Niết Bàn nhưng mà dòng chánh pháp Như Lai vẫn còn tồn tại. Tại vì nơi đây là nơi rất nhiều các bậc thánh nhân chuyển thế để nương vào điều kiện của nhân giới thành tựu được thánh quả, thành tựu được quả chánh giác. Cái sự có mặt của các ngài mang đến một dòng chánh pháp. Cho dù các ngài có nhập Niết Bàn nhưng mà chánh pháp còn lưu lại rất dài, sau đó thì lại có nhiều bậc tái lai xuất hiện nữa. Do vậy cho nên nhân giới là một nơi cái điều kiện thuận tiện nhất. Thuận tiện thứ ba, nơi đây nó có cái điều kiện đặc thù là nó có nỗi khổ nhất định để người ta học từ nỗi khổ để giác ngộ. Nó cũng có điều kiện nhất định để người ta có thể hưởng thụ đời sống phúc lạc như cõi trời. Do vậy, thưa các vị, ngay nhân giới này người ta gọi nó là cõi phàm thánh đồng cư là như vậy nghe. Cũng là con người trên mặt đại địa, thế nhưng mà tùy phước lộc của ảnh. Ảnh có mặt giữa nhân gian này, có khi ảnh chẳng làm cái chi nhiều nhặng cả. Nhưng mà ảnh rất giàu, hưởng đời sống dục lạc của nhân gian này như cõi cõi trời. Và cái điều đặc thù
Cuối cùng nữa thưa các vị, trong một hình hài của ảnh, trong một tâm thức của ảnh và trong một tình cảm của ảnh á, ảnh có quyền làm cho ngay một sinh thân phàm phu này có thể là một vị thiên, có thể là một vị thánh. Hàm nghĩa rằng mang hình hài thì hình hài một con người, thế nhưng mà tùy mức độ tu tập, tùy mức độ phước điền, tùy mức độ trí tuệ thì ngay một sinh thân đó là phàm nhân, ảnh có thể đang là một vị thánh, đang là một vị thiên. Điều này chỉ có trong loài người thôi nghe, chư thiên không được, Atula không được, những cảnh giới thấp hơn không được, loài động vật thì càng không được nữa. Đây là những nét đặc thù, đây là loại quy luật của nhân giới đây. Đành rằng nó có những hạn chế nhất định, là tai ảnh nghe không có bằng con dơi, mũi ảnh không thính bằng con chó, và mắt ảnh không có nhìn bằng cái con cú mèo ban đêm. Mắt ảnh rất hạn chế nghe, và càng thua chư thiên, mắt không thể nhìn xa như thiên nhãn. Thế nhưng mà cái đặc thù ảnh hơn chư thiên, hơn loài động vật là ảnh có thể phát triển năng lực yêu thương ảnh lên tới trời cao, cũng có thể phát triển năng lực trí tuệ của ảnh sâu xa đạt đến thánh vị A-la-hán. Đây là cái đặc thù của quy luật nhân giới. Điều thứ ba, quy luật đời sống bình thường và đời sống phát triển. Thưa các vị, nếu mình bằng lòng với một đời sống bình thường, thế thì chắc chắn rằng là nhiều lắm ta sống an lạc một đời, loay hoay trong cõi tử sinh, trả đời này về cho cát bụi loay hoay một vòng, rồi lại tái sinh trong cảnh giới phàm nhân này và cứ nổi chìm, đời này vui, đời sau khổ, đời sau khổ phát tâm lành, tu tập ít nhiều thiện nghiệp, mở rộng tâm từ, đời sau được hạnh phúc hơn, là hạnh phúc cái tạo nghiệp cái rớt xuống khổ, khổ cái tạo nghiệp lành lại sinh lên, cứ quay vòng như vậy. Đây là đời sống rất bình thường. Đời sống rất bình thường thứ hai nữa, thưa các vị, ta chỉ biết một điều là hưởng thụ dục lạc trần thế ngang tầm của sắc thọ tưởng hành thức thôi. Hưởng thụ cái ăn, cái mặc, cái chi tiêu và chăm sóc hình hài là chấp chặt mình là sắc quẩn. Thưa các vị, nhiều lắm hạnh phúc của ta nó đi lanh quanh trong cái tầng gọi là chọn điều kiện tiện nghi với hình hài này, nó sống một đời an lạc không gì hơn. Cao hơn một tầng nữa, đó là đến một tuổi nào đó cái niềm đam mê đối với hưởng thụ về cái ăn cái mặc tự nhiên nó giảm dần, người ta bắt đầu đi vào chiều hướng là hưởng thụ những cái xúc cảm đi qua âm nhạc, nghệ thuật, thi ca hoặc chết chìm trong cái chuyện ghiền phim vân vân. Thưa các vị, tìm những xúc cảm mạnh như đánh bài, loay hoay trong cái việc là tìm những xúc cảm từ cảm thọ thôi nghe. Rồi có người không đi vô những lĩnh vực như vậy, sống đời sống bình thường như vậy thì họ ngồi trầm tư, họ tưởng tượng, họ hồi ức, họ nhớ về quá khứ, họ nghĩ tới tương lai. Thưa các vị, đời sống bình thường ở đây có hàm nghĩa rằng là mình nuôi một mạng mộc của mình, nuôi hình hài, nuôi cảm xúc buồn vui, nuôi tưởng tượng nghĩ suy và quay tròn trong điều này hết một đời, gọi là quy luật đời sống bình thường. Anh chọn đời sống như thế này thì mất một hình hài anh ra đi, anh lại chọn lại một đời sống như vậy. Quy luật đời sống vô thường nó gắn liền vào đời sống anh, và người nào không thể vượt thoát được những cái quan niệm về đời sống như thế này, không nâng cái tầm nhận thức mình lên ở chiều cao, thì thưa các vị, nhiều lắm là đời sống họ này ăn này mặc này tiêu xài này làm ra tiền này xài tiền này, kiếm một chút tình cảm phù du, kiếm một chút mảnh tình dắt dai rồi lay quay, rồi khổ với tình, khổ với bao nhiêu nỗi niềm trần thế thôi. Đây là quy luật bình thường của đời sống. Thế rồi có một loại đời sống phát triển, nó có một quy luật, đó là chi? Thưa các vị, họ không chấp nhận rằng mình sinh ra
Mình trưởng thành theo với đời sống phát dục của một hình hài đến một nhu cầu nào đó, cái nhu cầu đòi hỏi phải có đời sống gia đình, rồi nhu cầu đòi hỏi phải có tiền, có của cải, có sự nghiệp, có lợi, có danh, vân vân. Vừa dường như là đời sống nó chỉ quay tròn gần đó, đợi tới già trăm tuổi chết thì dường như hơi vô vị. Cho nên họ phát triển đời sống nhận thức là một, phát triển đời sống thương yêu là hai. Họ cảm thấy rằng là không muốn bị ràng buộc trong những cái điều kiện như thế này. Đây là cái nền tảng ban đầu để phát Bồ Đề Tâm đi về con đường tâm linh tu tập. Cho nên đây là ba quy luật. Ba quy luật này, cái tầng đầu đời sống nhân giới thì thưa các vị có yêu thương nhưng mà rất mong manh. Loài động vật nó cũng có tình cảm thương yêu nhưng mà mong manh, ốm yếu, nhưng mà rất hạn hẹp nha. Nhiều lắm là con bò mẹ nó thương bò con, nhiều lắm là con cá voi mẹ thương cá voi con, con sư tử mẹ thương sư tử con thôi. Có khi nó không quan tâm gì về sự sống còn của xung quanh cả. Và tâm thương yêu càng ít bao nhiêu, càng hẹp bao nhiêu, thì càng khó khăn cái đời sống chính họ bấy nhiêu. Thì tâm thương yêu nơi con người càng hẹp bấy nhiêu, sự gian ác càng nhiều bấy nhiêu, thì nó làm thành cái nỗi khổ cho cả một quốc gia. Và đôi khi điều này nó di họa đến cho cả hành tinh. Thế cho nên từ nền tảng này để thấy rằng mọi loài hữu tình, thưa các vị, sinh ra trong yêu thương dù mong manh hay là đầy đặn, thế nhưng mà nếu hắn biết nuôi dưỡng năng lực yêu thương, năng lực ái của tự tâm đó, thì có thể vươn cao từ thân phận của một con người phàm nhân đạt đến qua vị thánh. Do vậy cho nên cái điều đầu tiên chúng ta xác định rằng là thương yêu là nền tảng của tất cả sinh mạng loài hữu tình là như vậy. Phần thứ hai, phần B, có một vấn đề và dường như là tôn giáo, các truyền thống tâm linh họ rất là ngại ngần khi đi vô những vấn đề này. Tuy nhiên vấn đề này Đông Phương thì họ rất ngại ngần, nhưng Tây Phương thì nó coi đây là một vấn đề rất là cần thiết nghe. Đó là vấn đề từ tình dục đến tình yêu. Thưa đại chúng rằng là với người Tây Phương, bằng cái nhìn đi vô phân tích tâm lý thì nó phân tích những vấn đề này dường như rất ư là rõ ràng nghe. Trong phạm vi của bài học chúng ta không cần đi vô cái lĩnh vực của nhân thế làm gì, nhưng mà cái điều mình gợi ra nơi đây là thế này. Đôi khi mình lầm tưởng những cái đam mê khát vọng của hình hài thôi thúc đó là một loại gọi là tình yêu. Và thông thường thì đến một tuổi nào đó người ta mới nhìn ra điều này nghe. Chứ còn vào cái tuổi thanh xuân, đôi khi các em nó không thể nhìn ra điều này, nó tưởng rằng những đam mê về sắc dục là loại tình yêu. Thưa điều này, nếu nó có được một cái trình độ nhận thức thì nó sẽ tự nhiên vượt ngang qua điều này. Còn nếu không có trình độ nhận thức thì thưa các vị, nó dễ lầm tưởng rằng cái sự thôi thúc của một cơ chế sinh lý nó là loại tình yêu, nhưng mà không phải. Đây là điều thứ nhất, ta hãy nhận diện về điều này. Và nếu các vị là những bậc bố mẹ, các vị nên học hỏi những cái điều người Tây Phương họ giải thích những điều này rất tỏ tường. Một cái loại hormone nơi cơ thể mình nó phát tiết, nó thúc đẩy, nó làm thành cái chu kỳ duy trì loài người trên mặt đại địa này. Cho nên cái bản chất của con người tình dục nó là một loại sức mạnh vô địch, sức mạnh vô địch. Loài động vật do vì không có lý trí, nó cũng chẳng trưởng thành về tình yêu, cho nên cái mùa động lực của nó, thưa các vị, nó có thể chém với nhau, rượt đuổi nhau, bán sống bán chết. Thế là đạt đến cái đỉnh của sự tiến bộ là lên đến loài người rồi. Thế nhưng mà đôi khi loài người nó là một sự tập hợp của tâm thức loài động vật cũng có, và tâm thức loài người cũng có, tâm thức chư thiên cũng có, tâm thức bậc thánh cũng có nghe. Do vậy cho nên tùy mức độ học hỏi, tu tập, tôi luyện, thăng hoa, người ta có thể ngay nơi tuổi ấu thơ, nhưng mà ta đã xác định được cái điều đây là một loại đam mê thuộc về vật lý, không phải là một loại tình yêu gì cả.
Và người nào trưởng thành tâm thức như thế này thì nó vượt ngang những khó khăn của đời sống trẻ trung, nó chín chắn trong đời sống yêu thương và nó lập gia đình thì thưa các vị rất ư là hoàn mỹ và nó sẽ có được hạnh phúc. Còn nếu tâm thức chưa nâng lên đến chiều cao, nó còn ở cái dạng bị thôi thúc bởi sinh tâm lý bất chợt bất chừng của một cái chất liệu chưa có trí tuệ đi vô thì thưa các vị nó làm di họa cho bản thân nó, có khi không phải một vài năm mà có khi mất cả một đời người chịu đựng mỏi mòn. Đây là cái nét đầu tiên mình nói về từ tình dục đến tình yêu, đó là một quãng dài của sự chín chắn tâm thức, chín chắn trí tuệ, chín chắn tình yêu trong tâm thức nha. Tại đây là chủ đề nó đi vô người trẻ, là chúng ta là những bậc bố mẹ trưởng thành, đôi khi chúng ta phải nhìn những vấn đề này, bằng không thì dường như chúng ta đánh lận con đen nha. Và khi chúng ta lầm lẫn điều này thì chúng ta dường như là chịu đựng một đời rất ư là tội nghiệp cho các em. Cho nên nên nhớ hai điều này nó khác nhau, hai điều này nó khác nhau. Và cái chuyện tức cười mình dừng ở đây chút. Tôi không biết là thầy Kiên Trú còn nhớ năm đó mình dạy ở Quang Minh. Các chị Phật tử chị hỏi làm sao con có được tình yêu, tức là con kiếm được người con yêu. Và mình nghe mình rất là tức cười. Lần đó nếu các Phật tử người Úc có buổi học đó thì nhớ. Và mình rất là cảm ơn chị Phật tử đó. Đầu tiên mình cười nó dường như là chị hỏi không đúng người, hỏi thầy tu chuyện đó không biết gì. Thế nhưng sau đó thì mình có giải thích, nói thực ra thì đừng đặt câu hỏi là làm sao tôi có thể tìm một người yêu, mà hãy đặt cái câu rất là chín chắn đó là làm sao tôi có thể là thăng hoa đời sống tâm thức của tôi lên đến một mức độ tình yêu thực sự. Thì câu này nó rất là cần. Tại sao vậy? Tại vì khi tâm thức mình đã ngưỡng cửa này, tức là ngưỡng cửa của chấp sắc uẩn là ta, yêu thương chẳng qua là sự phối hợp giữa hai hình thể vật lý, thì thưa các vị, cái sự yêu thương đó nếu kết hợp làm vợ làm chồng thì họ bỏ nhau vài ba ngày là xong ngay. Tại vì đến với nhau không phải là từ cái tấm lòng sâu thẳm bên trong, từ sự yêu thương thật sự, mà vì cái cơ thể vật lý thôi thì nó đều đưa đến sự nhàm chán rất nhanh. Thế là nếu tình yêu của chị được đặt trên cái nền tảng là cái tâm yêu thương không phải là ái, mà tâm yêu thương nó là từ bi cộng với năng lực trí tuệ nữa, thì cái chuyện này nó khác ạ. Chuyện này đó, điều thứ nhất, nuôi năng lực tâm mình ngang chừng này, cái tên nào lãng vạn tới mà nó cầu hôn mình, nó có cùng một trình độ như vậy tương ứng á, nó có tâm từ như vậy, trí tuệ như vậy, năng lực hiểu biết như vậy, phong cách đời sống nó cao quý như vậy, nó mới đụng mình. Còn hàng thấp hơn đừng hòng. Cho nên mình nên đặt câu hỏi lại là làm thế nào tôi nâng đời sống tôi lên đến chiều cao để tôi có thể tìm được một người yêu thương ngang tầm với tâm thức tôi. Thông thường đời sống này nó là một loại quy luật hấp dẫn nha. Luật hấp dẫn vũ trụ luôn diễn ra. Anh như thế nào thì anh hút người tương ứng với anh như thế ấy. Cho nên đừng đặt vấn đề tôi làm sao có được người yêu thương, mà hãy đặt vấn đề rằng là tôi ra như làm sao, tôi là người thế nào để tôi chọn người yêu thương, tôi có thể giao trọn đời sống tôi cho người đó. Do vậy cho nên cái điều tột cùng mình thưa với cái chị Phật tử đó rằng là chị tu đi rồi tự nhiên cái người thương chị tới với chị. Tùy trình độ tu tập ra làm sao, người thương ta tương ưng với tâm thức ta ra làm vậy. Mình có trái tim nhân hậu, người đến với mình phải nhân hậu. Mình là người có hiếu thì người đến với mình có hiếu. Mình là người có trái tim giàu có và có sự nghiệp thì người ta không ai không có sự nghiệp dám đến với mình đâu nghe. Có tài năng, có trí tuệ, có lòng thương, có sự nghiệp thì đố có con ma nào nó ở thấp hơn ta mà nó dám bò tới nó cầu hôn với ta. Đừng hòng. Thế cho nên thưa các vị, điều này giải thích một cách rất tỏ tường rằng khi tâm thức ta nâng đến chiều cao rồi thì tình yêu không có hàm nghĩa rằng, không hàm nghĩa rằng làm khổ lụy cho nhau nghe.
mà có thể giúp nhau thăng hoa trong đời sống tâm linh. Đây là cái điều rất ư là dễ hiểu và mình giải thích một cách rất là gọn. Và từ điều này các vị có nhiều cái suy tư về vấn đề này nhé. Đây là nét thứ hai. Mình nghĩ chủ đề mình tạm nêu ra là một câu hỏi cho các vị. Chứ mình có biết gì về cái chuyện này đâu, làm bộ nói cho mi vui thế thôi. Điều thứ ba, từ tình yêu thăng hoa đến từ bi nghe. Cái điều này nghe thì hơi ngược nhưng mà nó chính xác. Điều đầu tiên thưa rằng mỗi đời sống chúng ta có mặt giữa trần đời này, cái năng lượng của tình dục là một loại năng lượng cơ bản, nó làm thành đời sống, làm thành sự sinh động của đời người. Điều này thưa các vị không cần nhìn đâu xa, nhìn vào giới Phật chế để nhận ra điều này nghe. Một vị thầy, một vị sư cô, nếu người đó không phải là người con trai đàng hoàng, không phải là người con gái đàng hoàng, thì không được quyền thọ tỳ kheo giới. Tức là người con trai đó phải có khả năng có vợ, có con, người con gái đó phải có khả năng có chồng và có con, không được lâm vô cái tình trạng là nửa nam nửa nữ. Cái dạng đồng tính luyến ái thì không được chấp nhận trong cái sinh hoạt già lam. Do vậy cho nên các vị nên hiểu điều rằng các con người rất hoàn thiện về cơ chế sinh lý mới được phép đi vào sinh hoạt của già lam là một người tu nghe. Ngày xưa mình hơi ngạc nhiên, tại vì đa phần số các thầy đi vô tu rồi rớt lật đật ra đời có gia đình uổng ghê, trong khi lựa mấy anh chàng không phải nam không phải nữ đi tu thì đâu có chuyện rớt rơi gì đâu, ảnh đâu có thương nam chẳng thương nữ. Nhưng mà thưa các vị, pháp chế Phật không cho phép. Tại sao vậy? Đây là một loại tật bệnh về cơ chế sinh lý, cho nên không thể phát triển thăng hoa đời sống tâm thức đạt đến chiều cao của trí tuệ và từ bi. Ngay cơ chế sinh lý nó không hoàn thiện cho nên không thể đạt đến điều này nha. Một là nam ra nam, hai nữ ra nữ. Cái nguồn đó là gì? Thưa các vị, cái nguồn của nó là năng lực tình dục từ cái cấp thô nhất, như một viên kim cương thô. Và nếu không có cái nền tảng viên kim cương thô thì người ta không thể mài, không thể dũa, không thể làm cho nó thành một viên kim cương sáng óng ánh. Do vậy cho nên một con người đờ đẫn, không có sức sống, lừ đừ thì không phát triển trí tuệ được, không phát triển từ bi được. Cho nên cái nền của nó là từ tình dục đến tình yêu là một bước chuyển vô cùng lớn, là từ tình yêu có nơi trái tim mở dần để thành tựu được một cái bước cuối cùng, đó là đạt đến cái tâm từ bi của chư Như Lai. Cái nguồn năng lượng nền tảng này, thưa các vị, từ em bé cho tới người lớn, cái sức sống nó tồn tại trên hình hài này nó không có gì khác ngoài cái năng lượng tính dục nó thúc đẩy cả. Ngay bé thơ nó chưa phát triển năng lượng tính dục thì nó phát triển về cái chiều hướng ăn cho nhiều, cho mau lớn, cho trưởng thành. Thế rồi tới lớn thì năng lượng tính dục này nó phát triển để nó làm thành đời sống thôi thúc có gia đình để có thế hệ tương lai. Thế rồi cũng năng lượng này nó phát triển ở tuổi trung niên thì nó phát triển về cái chiều hướng đó là phải làm giàu, phải kiếm tiền, phải có sự nghiệp. Nó phát triển già hơn nữa, phát triển rằng là phải có năng lực trí tuệ, phải có danh với đời. Thế rồi nếu đẩy vào một chiều hướng khác để có thể phát triển hơn nữa, nó không dừng đó, cho tới lúc cuối cùng vô hòm thì năng lượng này nó mới tắt nghe. Nó phát triển ở mức độ của người già, thưa các vị, nó đầm thắm lại, nó bình ổn lại, nó tĩnh tại lại, nó đi về chiều hướng tâm linh. Do vậy cho nên cái nền của sức sống này nó đẩy người ta từ lúc vào thai cho tới có mặt giữa dòng đời, cho đến đi vào cuộc sống của nhân gian, cho đến đi vào thế giới của người tu tập, cho đến phát triển trí tuệ, phát triển từ bi. Nếu không có năng lực sống động này thì không thể phát triển được.
Cho nên chúng ta dùng cái từ rằng là bước đầu từ tình dục phát triển để đạt đến cái chiều kích đó là có được tình yêu thực sự trong đời sống bình thường. Rồi từ đời sống của một người có được tình yêu chín chắn, đúng nghĩa, theo với tiến độ phát triển của tâm từ và trí tuệ. Từ nền tảng đó người ta mới thăng hoa đến các bậc Bồ Tát, các Đức Thế Tôn, thành tựu được một vị giác ngộ nghe. Ta không lấy đâu ra cái nguồn năng lượng, đó là năng lượng sống động từ này này để làm thành trí tuệ, làm thành từ bi, làm thành niềm đam mê tu học. Một người mà lừ đừ mắt không có thần thì làm sao có thể học được kinh văn của Phật, làm sao có trí tuệ để có thể đi vào công phu tọa thiền. Do vậy cho nên thưa các vị, đời sống tăng ni đoạn dục là để bảo trì được cái sinh lực của cơ thể hoàn thiện để đi vào con đường trí tuệ là như vậy. Thế cho nên đây là bước tiến rất tự nhiên nghe. Cho nên cái chủ đề chúng ta khai thác là thương yêu là nền tảng của mọi sinh mạng loài hữu tình là như vậy. Chừng nào đạt đến quả vô sinh A-la-hán, thấy không cần thiết duy trì thọ mạng nữa, lúc bây giờ người ta mới tắt hết cái nguồn sinh lực và bắt đầu đi vào niết bàn, bắt đầu nhập nhập diệt luôn, thì lúc bây giờ mới tắt cái nguồn sống nơi cơ thể này này. Còn không, thưa các vị, cái nhịp sống được vận hành từng ngày, nó từ cái nguồn động lực ham sống, và nguồn ham sống đó từ dục phát triển nghe. Đó là một cái bề dày, nó chiều dài, ta định nghĩa từ cái thô của dục đạt đến cái bước trung chuyển là tình yêu, từ trung chuyển của tình yêu đạt đến cuối cùng đó là từ bi là như vậy. Thế rồi, từ cái nền tảng này, chúng ta nhìn thêm một điều chi tiết, đó là thương yêu và nỗi khổ nghe. Hai cái này như nó dính liền nhau đây. Điều thứ nhất, mình khai thác nỗi khổ của phàm nhân đều bắt nguồn từ yêu thương. Thứ hai, phần B vấn đề là khi tâm thức thăng hoa. Phần C là thương yêu nơi tâm thức người thấy đạo. Ba vấn đề. Thứ nhất là nỗi khổ của phàm nhân đều bắt nguồn từ yêu thương. Thứ hai, khi tâm thức thăng hoa thì chuyện gì phát sinh? Có khổ không? Chuyện này sẽ giải quyết. Điều thứ ba, cái vấn đề quan trọng mà chúng ta đi vô đó là thương yêu nơi tâm thức của người thấy đạo. Xin giải thích cái phần cuối này để cho các vị chiêm ngưỡng, chiêm nghiệm trước. Thưa các vị, con người thấy đạo hay là người phàm nhân dường như mặt mũi không khác biệt, đời sống không khác biệt, không có ông nào thấy đạo. Và năng lực trí tuệ phát triển có tu tập mà không phải là con người, không hề, họ vẫn là người như ta. Thế nhưng, thưa các vị, trạng thái tâm thức hay là năng lực trí tuệ đạt đến một cái chiều kích nào đó, tự nhiên là người ta có khả năng ở giữa vòng yêu thương của bao người nhưng mà họ không bị khổ. Giữa cuộc sinh diệt vô thường đến đi của vạn người chung quanh, họ vẫn đồng cảm được với mọi nỗi khổ nhân gian nhưng mà nói rằng họ khổ thì họ không khổ. Khác biệt là như vậy nghe. Thế là cái điều đầu tiên chúng ta khai thác, nỗi khổ phàm nhân đều bắt nguồn từ yêu thương. Điều này cho ta cái nhìn gì đây? Hãy hình dung rằng mình chỉ biết một điều. Mình là hình hài này. Mình là của cải tài sản này. Mình chưa nói đến chuyện thương yêu ở cái tầm là cảm xúc, nhận thức đâu nghe. Ở cái tầm rất bình thường đó là đối với của cải, đối với hình hài, đối với sắc chất, tâm ta nó gắn liền, nó dính chặt vào những thứ sở hữu xung quanh, thì thưa các vị hình dung rằng là mắt một món,
hoặc là bị hao hụt một chút gì đó thì lòng ta như lửa cháy, như là bị sát muối vào. Đây là nỗi khổ, và dường như là người nào họ chấp chặt vào sở hữu của cải đều lâm vô tình trạng như vậy. Điều thứ hai, nhiều nỗi khổ phát sinh từ yêu thương nghe. Các vị có thể hình dung rằng là có những bậc bố mẹ họ quá thương con của họ, tại vì dường như là bà mẹ đó chỉ có một duy nhất một người con trai thôi. Các vị hình dung rằng là tới lúc cưới vợ cho anh chàng đó với một tâm thức dính chặt vào sự yêu thương đối với đứa con mình thì tự nhiên mình cảm thấy dường như mình bị mất thằng con. Mình nuôi nó từ hồi nó còn nằm trong nôi, dành thức ăn ngon cho nó, dành áo ấm cho nó mặc, và dành mọi điều kiện tiện nghi để cho thằng con mình nó trưởng thành trong vòng tay yêu thương của mình. Thế rồi có một cô con gái nó trẻ trung hơn, nó đẹp đẽ hơn, nó dịu dàng hơn, nó về nó giật ngang mất đứa con mình. Tự nhiên cái sự thầm lặng, sự ganh tị thưa các vị rất lớn nghe. Tự nhiên rồi bà mẹ không thể hài lòng được, cái đứa con gái này ở đâu mà nó vô nó chia sẻ tình thương của tôi. Điều này thưa đại chúng rằng là trong nhân gian này nó nhan nhản đầy. Rồi các vị đọc vô những tác phẩm Quỳnh Dao, các vị cảm thấy nghẹn ngào đối với những cuộc sống vô cùng là tội nghiệp của những người con gái bị mẹ chồng ganh tị. Tôi không biết là vào cái thời các vị thập niên 70 các vị đọc tiểu thuyết Quỳnh Dao chưa, nhưng mà tôi lâu lâu mình đọc một quyển tiểu thuyết như vậy để biết coi cái dòng văn học nó nói cái quỷ gì trong đó. Mình đâu cần đọc nhiều, đọc nửa chương đầu, đọc nửa chương cuối, chấm hết trong vòng 15 phút, xong quyển tiểu thuyết. Người ta đọc 3 ngày, mình đọc chút xíu thôi. Tại vì chuyện nó vậy thôi à. Quá ra, sự ganh tị của bà mẹ đối với đứa con gái nó giật mất thằng con mình, cho nên phải hành cho đến đổi là đứa con gái nó phải tự giận thôi. Đây là mọi nỗi khổ phàm nhân đều sinh ra từ yêu thương nghe. Điều này nhiều. Điều thứ hai, thưa các vị rằng là ngay đời sống bình thường này, các vị hỏi hết những người đàn bà trên trần thế này coi, họ đều khó khăn vô cùng đối với người chồng của họ. Không biết mình nói có đúng hay không nữa, hay là nói thêm, nhưng mà chắc như vậy đó. Có ông chồng xấu đuôi xấu điếc, không ra làm sao cả, thì đi ra đường rất là mắc cỡ, rất ngại ngần, đeo ông như đeo của nợ. Thế này có ông chồng quá dễ thương, phong cách rất là điệu đàng, sang trọng, quý phái. Và người đỉnh đỉnh giữa thiên hạ này, thưa các vị, ai nhìn cũng thương, cũng mến cả. Tự nhiên ta cũng phập phồng lo sợ, tại vì ai cũng thương ổng, cho nên mình càng ngày thì càng già càng xấu. Và mình, thưa các vị, nghe một vài người bạn tu họ nói chuyện, họ nói trời sở dĩ con đi tu là thầy có biết tại sao không? Mình hỏi tại sao? Tại con sợ bà vợ con quá cho nên con đi tu. Mà tại sao sợ kỳ vậy? Nói, trời ơi thầy ơi, hồi trẻ ba không có ghen, mà tới chuyện con già rồi ba càng ngày càng ghen tởn ra. Nói tại sao kỳ vậy? Nói, tại vì bà già cho nên bà thấy rằng là không còn nhan sắc để giữ được ông chồng cho nên bà ghen. Con thì vào tuổi 50, 60 con còn hơn hớn đàn ông bình thường. Còn bà thì vào tuổi 60 bà già hơn con cho nên bà sợ lắm. Cho nên con khốn khổ vô cùng. Con cuối cùng phải đi tu thoát cái nạn. Không cần thành thánh này, làm thầy tu thôi, thoát được bà vợ là con đã vui rồi. Cái điều này mình nói lẽ thật nha, chứ mình không có kỳ thị chi với bà đâu. Nhưng mà sự thật nó là như vậy. Rõ ràng rằng, thưa các vị, nếu bà không thương yêu nhiều thì bà đâu ghen làm chi. Cho nên, mọi nỗi khổ phát sinh từ sự yêu thương là như vậy nha. Không phàm nhân nào tránh được điều này cả. Điều thứ hai, không phân biệt già hay trẻ, trai hay gái gì cả. Thưa các vị, khi tâm thức các vị chưa đạt đến chiều cao, các vị còn chấp mình là sắc quẩn. Bây giờ phải đi vô chiều tâm sâu đây. Sắc, thọ, tưởng, ba tầng này nghe. Còn thấy ta dính chặt với hình hài này, thì thưa các vị,
Tự nhiên là mình thấy mình đẹp, mình xấu, mình dễ thương, mình khó thương, mình trẻ, mình già. Tự nhiên thấy người kia trẻ, già, đẹp, xấu, vân vân, đều chấp trên cái sắc quẩn này, trên cái phần cạn cỡn này. Và phần cạn cỡn này, thưa các vị, vô cùng là mong manh. Nó có thể già, nó có thể trẻ, nó có thể đẹp, nó có thể xấu. Và nó có thể đổi thay, không ai có thể lường được ngày mai chuyện gì xảy ra nghe. Thế nhưng mà ta chấp vào ta đã khốn khổ, chấp vào cái hình sắc bên ngoài ta đó là người ta thương càng khốn khổ hơn. Kỳ thực có nhiều công án thiền cho ta cái nhìn về vấn đề này. Mình kể một công án thiền là các vị nhìn ra cái khổ của đời người rất tội nghiệp nghe. Các vị có biết rằng là một ông thần táo lạc lõng đi chơi, nhìn thấy cái anh chàng nông dân, ảnh cắm mấy cây hương, ảnh vái vái trên cái quả lò, cái lò người ta đắp để nấu ăn, để nướng những con cá, những con thú rừng bắt được trong cái mùa đồng áng đó. Rồi tới chừng sau đó họ bỏ họ về, cái lò thì nó bị mưa cho nên nó lở từng mảng, nó đâu còn đẹp đẽ gì đâu. Thế ông thần ông thấy nó cắm cây hương, nó khấn. Ông nói, ôi, nó thay khấn ta rồi đây. Nghe thì coi nó khấn cái gì. Quá ra nó nói rằng hôm qua nó mất con bò, cho nên thần linh thì rất là nhại, lật đật đi kiếm con bò dùm cho nó, lùa về cho nó. Và nó mừng, nó lại đem hương đèn tới, nó lại khấn, nó tạ ơn. Ông thần rất là thích thú. Thế rồi nghe cái tên đầu trên xóm dưới nó khấn rằng chồng nó là bỏ bỏ nó đi chỗ nọ chỗ kia, lại lôi cổ ông chồng về cho bà vợ. Và dường như càng ngày càng tất tả ngưng xuôi. Trong khi đầu tiên á, người ta cấm cây hương không phải là cấm ông thần đâu nghe. Do gì? Đêm hôm trước trời mưa quá nhiều, có một tên nông dân nó lội ngang đó. Rồi nó thấy cái nhà không có người, và trong nhà có một cái nia rất to vậy. Nhà thì dột cho nên nó ra nó ngồi trên cái lò để nước không ngập chân nó. Nó ngồi nó lấy cái nia nó che vậy. Trời không mưa. Thế rồi trời tàn mưa rồi nó vứt cái nia nó đi về. Hôm sau tên nông dân chủ của cái trại ruộng nó vô. Ủa, trời mưa tầm tã như thế này, thế nhưng mà cái lò nó lại khô thế này. Rõ ràng là lò có thần nè, cho nên thắp hương khấn. Con rất tạ ơn vị thần. May mắn làm sao, thần quá linh cho nên thần bảo hộ cho cái lò này không có bị mưa ướt. Con mới mất con bò, xin thần vui lòng kiếm giùm. Thế là ông thần, ông nghĩ rằng nó thắp hương nó khấn ông. Trong khi nó khấn chi ổng, nó tưởng lầm, nó khùng khùng, nó nghĩ rằng cái lò là có thần. Nhưng mà thần nào đó, cái thằng nông dân nào nó ngồi chồm hổm như nó thì có, chứ là như có thần. Thế nhưng mà cái tội nghiệp là ông thần nhà ta, ông lại đồng nhất ông nhờ cái lò bể. Và ông tất tả ngược xuôi kiếm bò, kiếm heo, kiếm trâu, kiếm dê, cứ cúng nải chuối, vài cọng hương, vài cọng gà, là tất tả ngược xuôi. 5 năm đi ngang qua, linh như vậy đó, người ta cúng nhiều như vậy đó, thậm chí cúng cả heo nữa. Thế là có vị lão thiền sư đi ngang qua, ông nghe người ta đồn rằng ông thần táo linh dữ lắm. Ông vô, ông dẫn ba bốn người đệ tử đi quanh quanh vòng, ông lấy gậy ông khỏ lên đầu cái lò. Ông nói, ta nhìn kỹ, mi đâu có linh thánh gì đâu, mi chẳng qua lại lò bể mà, đất tạo thành chứ có gì đâu linh. Và thưa các vị, may mắn thay lúc đó ông thần đang ngồi vắt vẻo ngàn cây nghe được. Ngàn như, ủa, hóa ra là cái đó có lò bể, không phải là ta hả? Và thưa các vị, tự nhiên ông giác ngộ, ông tới ông phủ phục bạch với thiền sư. Bạch ngài, con bị đọa đài nơi đây, con vất vả vô cùng, cho ngựa con xuôi, con kiếm bò, kiếm trâu, kiếm dê, thậm chí là xách cổ mấy thằng đi ngoại tình về cho vợ nó. Hóa ra là con đâu phải cái lò đâu, nó khấn cái lò chứ khấn chi con. Hóa ra là con có quyền thông dong, sáng chơi non nam, chiều dạo viễn bắc, dính gì cái lò bể này đâu. Thiền sư nói, ồ, hóa ra mi là ông thần táo. Dạ con, mi không biết rằng mi không phải là cái lò bể. Dạ con đâu biết, lâu nay con đồng nhất con và cái lò bể mà. Thưa các vị, câu chuyện này rất nhiều hàm ý nghe. Ý thiền ta chưa cần bàn nơi đây, mà cái ý rất cạn nơi đây đó là các vị không phải là cái lò bể này. Hãy nhìn hình sắc này là lò bể nghe. Đồng nhất mình vào cái lò bể này để khốn khổ mà chưa vừa lòng.
đồng nhất mình với cái lò bếp bên cạnh nữa. Có cái gì khác cái lò bếp đâu, chẳng qua là sắt quẩn với nhau thôi, có gì hay hơn đâu. Do vậy cho nên thưa các vị, tâm thức ta chưa nâng lên đến chiều cao, tâm thức ta chưa thăng hoa, ta thấy ta là sắt quẩn thì tội nghiệp ta vô cùng nghe. Chạy ngược, chạy xuôi, chạy đông, chạy tây, kiếm cái ăn, kiếm cái mặc, vất vả một đời dường như là chỉ nuôi cái mạng mọc này. Vất vả một đời, nuôi cái mạng kế bên cũng là cái lò bể như ta. Và thưa các vị, tội hơn điều nữa là cái lò bể nó có cái điều gì ta khóc lên khóc xuống. Nó sụt xịt, nó ốm đau, hoặc là nó nổi máu, nó ghen hờn, nó giận dữ, nó cuồng nộ với ta. Thưa các vị, ta khổ rồi hắn cũng khổ nữa. Thế thì thưa các vị, chấp sắc quẩn là một loại căn bản nỗi khổ phàm nhân ấy. Từ điều này, chấp thọ quẩn, tưởng quẩn, tùy vào mức độ không xả ly của ta. Đối với những chấp trước này mà càng ngày ta càng chìm liễm trong nỗi khổ, trong nỗi bất hạnh của đời người. Do vậy cho nên thưa các vị, khi tâm thức thăng hoa, nó không có hàm nghĩa gì nhiều cả, mà hàm nghĩa rằng ta có một nhận thức vô cùng là trung thực rằng thân này là lò bể. Lò bể này không phải là ta. Ta là ông thần táo, là tâm thể linh thông, tạm ghé lại cái lò bể này, tưởng lầm nó là mình, cho nên chạy ngược chạy xuôi thôi. Khi các vị nhận ra các vị không phải là sắc quẩn thì các vị đã loại trừ được tất cả nỗi khổ do yêu thương đọa đài mình rồi. Đây là mức cạn nhất, cũng là mức độ căn bản nhất nha. Cho nên thưa đại chúng rằng khi tâm thức thăng hoa ở mức độ nào thì người ta liền đạt được an lạc ở mức độ ấy. Ví dụ thăng hoa mức độ không thấy sắc quẩn là ta, hay nói một cách để cho chán hơn nữa là không thấy cái lò bể này là ông thần táo, thì các vị đã thoát khỏi tam tai bát nạn. Thế là thăng hoa đến tầng thứ hai, không thấy những buồn, những vui, những lo âu, những phiền muộn, những giận dữ, bất an do người ta chọc ghẹo, người ta trêu chọc mình hoặc người ta xúc phạm mình. Các vị có khả năng nhận diện mọi xúc cảm ấy, nó đến nó đi, nó sinh nó diệt, chóng vánh đi ngang qua, thì các vị liền loại trừ nỗi khổ rất ư là dễ dàng. Điều này ai cũng có thể kinh nghiệm được nhé. Có nhiều trường hợp người ta không cần tu gì đâu, đời sống nó đặt ra cho người ta những cái may mắn người ta trải nghiệm. Ví dụ trong đời sống bình thường, những người có gia đình đó, thưa các vị, nếu chẳng may mà người chồng họ chết thì thưa đại chúng rằng họ khổ vô cùng, không nói ai chi xa nha. Mình nhìn bà già mình, hồi ông già mình mất, mình đã cảm nhận được điều này rồi. Thế thì có những trường hợp ở lối xóm mình có một người đó chồng mất, ôi chị mừng ra phết, hóa ra là ông chồng này nát rượu không ra làm sao cả, mỗi lần uống rượu về đè chỉ ra đánh cho tả tơi, nâu con mắt, mặt mày sưng cả, người ngợm không còn chi, cho nên ông chết rồi chị mừng ra phết. Thế thì cũng là cái đến đi vô thường, thế nhưng mà tùy vào xúc cảm người ta, tâm thức người ta, nỗi chịu đựng của người ta, người ta cảm thấy được giải thoát hoặc bị khổ đau. Thế thì thưa các vị, tất cả những cái loại gọi là khổ, là vui, hạnh phúc và bất hạnh dường như nó rất tương đối nha. Có thể như thế này thì hạnh phúc, như thế kia thì bất hạnh. Và đạt đến cái thấy của người có tu tập thì này hạnh phúc hay bất hạnh chi, đều là những cảm xúc đến đi sinh diệt. Do vậy cho nên khi tâm thức thăng hoa, vượt ngang qua tầng sắc thọ và tưởng này được bao nhiêu thì người ta liền có được cái năng lực bình an, hạnh phúc và hỷ lạc trong công trình tu lớn bao nhiêu. Đây là bước thứ hai. Bước thứ ba, thương yêu nơi tâm thức của người thấy đạo. Điều đầu tiên, đừng nghĩ rằng thấy đạo là cái gì ghê gớm, phải tu 10 năm, 20 năm, phải làm thầy tu mới có thể làm được điều này. Không. Các vị,
nâng tầm nhận thức của mình lên đến một mức độ nào đó thì tự nhiên các vị vượt thoát bao nhiêu nỗi khổ. Ví dụ, cũng giữa đời sống bề bộn của gia đình, thế nhưng mà ta có quan niệm như lời Phật dạy rằng là tất cả mối dây liên hệ giữa mình và bao người đây đó là một loại nghiệp duyên. Trong quá khứ ta đã cưu mang cho nên bây giờ may mắn mình gặp lại. Đây là một quan niệm căn bản trước. Điều thứ hai, mình có một cái nhìn từ nền tảng của văn học, của văn hóa xã hội tặng cho mình. Đó là mình đã tròn trách nhiệm khi nuôi dưỡng những người con hoặc là những người thân trong gia đình đến mức độ nào đó mình không cần làm bảo mẫu nữa. Mình cảm thấy việc đã xong, trách nhiệm đã tròn. Và tự động mỗi người mình sinh ra, thưa các vị, họ trưởng thành theo phước của họ, theo năng lực trí tuệ của họ. Cái món quà mình cần gây cho họ và tặng cho họ đó là món quà tạo cho họ một đời sống có đạo đức, biết yêu thương, có đủ năng lực trí tuệ để sống giữa cuộc đời, ngang đây đủ rồi. Từ đây tới già, mình lo cái mặt mộc của mình. Khi có được cái sự hiểu biết như thế này rồi, tự nhiên ta cảm thấy thương thì cứ thương, nhưng mà dường như cái nỗi lo lắng, bất an, dường như nó không có nhiều đâu. Nó vừa phải thôi. Mình dùng cái từ rất ư là đời thường, nó là vừa phải thôi nha. Mình biết cái giới hạn của mình. Thực ra thì mình đều có giới hạn nhất định. Mình không thể thay con mình để làm cho nó hạnh phúc, thay cho con mình để học hành cho nó, thay cho con mình để kiếm một người vợ hoặc một người chồng vừa với đời sống hạnh phúc của nó để nó có thể sống một đời. Không. Càng không thể thay cho con mình để ốm đau, để tật bệnh, để giữ gìn sức khỏe hoặc để làm cho nó thăng hoa đời sống. Dường như điều này không thể. Phật còn không thể làm được thay khuôn đứa mình. Do vậy cho nên người thấy đạo rồi, điều thứ nhất, biết sự hạn chế của mình. Điều thứ hai, biết việc mình đã làm xong rồi. Điều thứ ba, biết nuôi dưỡng mình vào lúc tuổi cần thiết. Tới một tuổi nào đó, thưa các vị, mình phải chuẩn bị cho mình một chuyến đi xa. Chuyến đi xa đó là rời hành tinh này đến một nơi chốn khác. Do vậy cho nên thưa các vị, đây là người thấy đạo rồi vẫn thương yêu bình thường, thế nhưng không nặng nề, không bị nhẫn chìm, không bị nỗi lo lắng bất an đè nặng lên thân tâm của họ. Đây là ba bước ta nói về thương yêu, đó là nền tảng nỗi khổ. Thế nhưng thấy được đạo rồi cũng thương yêu nhưng mà nỗi khổ không phát sinh. 6 giờ rồi đó. Và kết luận cái là nghỉ. Có một cái kết nơi đây ngay. Thứ nhất là sự hiểu biết nhất định. Sự hiểu biết đưa người ta thoát khổ. Viết ngắn thôi. Thế nhưng mà nó hàm ý thế này: nếu nỗi khổ nó sinh ra từ ái nhiễm, từ chấp trước, từ thiếu hiểu biết, thế thì sự hiểu biết của người ta nâng lên đến một cái tầm nào đó, đạt đến một cái chiều cao nào đó thì tự động người ta biết cách bỏ rơi xuống, biết cách làm cho nỗi khổ trong người ta tan biến. Do vậy cho nên cái nền tảng để đoạn khổ nó phát sinh từ trí tuệ ngay. Chứ không phải là cái chuyện là ta cắt đứt những mối quan hệ yêu thương giữa mình và bao nhiêu người. Thưa các vị, dường như ta đừng lầm lẫn điều này nhé. Sống giữa cuộc đời này, ta còn là người thở vào thở ra. Sự liên hệ của ta với ngàn vạn người không cách chi các vị cắt đứt được cả. Các vị chỉ có thể thay đổi sự tương quan của mình và người thôi. Tương quan của mình với xã hội, tương quan của mình với người thân, tương quan của mình với chồng, với vợ, với con, với đồ tôn, với đệ tử, với mọi người. Và sự tương quan ấy, nó mang đến nỗi khổ cùng không từ nền tảng trí tuệ của các vị được thăng hoa. Hay nói cách khác, từ nền tảng của tâm thức có tu, từ nền tảng tâm thức hiểu đạo thì tất cả mọi tương quan đó, thưa các vị,
nhìn thấy dường như nó là sự yêu thương, nhìn thấy dường như là nó là sự ràng buộc, nhưng mà kỳ thực nó là sự tương tác làm thành một cái vùng quang phổ rất lành để nuôi dưỡng đời sống tu của ta, nuôi dưỡng đời sống của người, làm thành hạnh phúc giữa trần gian này. Nó xây dựng luôn cả nền tảng để hành Bồ Tát đạo thành tựu được sự nghiệp giải thoát. Câu thì nó ngắn nhưng mà hàm ý của nó thì nhiều, tại vì viết nhiều quá lòng biếng rồi, viết ít thôi. Điều thứ hai, thánh nhân đạt đến vô lậu. Từ nền tảng thăng hoa tâm thức. Cái hàm ý câu này thế này. Thưa các vị, thánh nhân đạt đến quả giác ngộ, thánh nhân đạt đến phẩm hạnh cao quý, thánh nhân đạt đến con đường đoạn đứt được sinh tử phiền não, không phải là con đường bạo động, không phải là con đường giết dục giết ái nghe, mà các ngài làm một việc tự nhiên, đó là thăng hoa đời sống trí tuệ, thăng hoa đời sống tâm thức, chuyển mọi cái dòng dục ái thưa các vị nó trở thành từ bi, và chuyển vọng thức thành trí tuệ, chứ không phải là diệt dục hay là diệt vọng thức, không phải. Đó là cái khả năng chuyển hóa để làm thành sự thăng hoa. Do vậy cho nên ta nên hiểu rằng là thánh nhân đạt đến vô lậu đạo, thành tựu sự nghiệp giác ngộ từ nền tảng thăng hoa tâm thức, chứ không phải là từ nền tảng bạo động, từ nền tảng sát phạt, từ nền tảng diệt sạch mọi cái dục lậu nơi cơ thể. Tại vì bản chất của anh một sinh thân được sinh ra từ cái nguồn của ái dục, cho nên ta không có quyền giết chết nó, tại giết chết nó là giết chết ta. Ta chỉ có quyền chuyển nó để từ một loại than khô, một loại than chì đen điêu trở thành một loại kim cương sáng lóng lánh thôi. Hãy dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Và hạnh phúc nhất là được chắp tay hồi hướng nha. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện.